trên kia luôn chứ không phải bảy mươi hecta mà. Rút rồi mẹ. Cột bự như đây nè. Rút mạnh nè. Nghe như nó bị đóng cát ở trong nhiều quá. Rút rồi thấy cát chảy ra mà. Rút rồi thấy cát chảy ra nhiều mà. Cát nó bùng hết. Chảy mạnh nè. Thank you.